Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi tiếp tục của quý vị. Và sau đây là phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, Đại sứ Liên minh châu Âu nói Việt Nam có tiềm năng được châu Âu chuyển giao công nghệ vaccine. Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Giorgio Aliberti, hôm 23 tháng 3 nói rằng Việt Nam có tiềm năng được châu Âu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trong tương lai, mặc dù vấn đề này hiện vẫn chưa được đưa ra thảo luận. Tôi nghĩ có thể bắt đầu thảo luận về vấn đề này, bởi trong tương lai, việc thêm nhiều quốc gia có thể sản xuất vaccine sẽ ngày càng được quan tâm. Tôi nghĩ Việt Nam có tiềm năng. Đại sứ Liên minh châu Âu nói trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội vào chiều 23 tháng 3 để thông tin về độ an toàn của vaccine COVID-19 AstraZeneca, loại vaccine đang được sử dụng để tiêm phòng cho người dân tại Việt Nam. Giữa bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang tạm đình chỉ sử dụng loại vaccine này trong lúc chờ đợi kết quả điều tra liệu loại vaccine này có liên quan đến các trường hợp phản ứng nặng và tử vong vì đông máu sau khi tiêm hay không. Khẳng định, Liên minh châu Âu luôn đặt vấn đề an toàn của vaccine lên hàng đầu. Đại sứ Aliberti nói, các cơ quan có thẩm quyền của châu Âu đang nỗ lực truy tìm bằng chứng khoa học chứng minh tính an toàn của vaccine AstraZeneca. Việt Nam là một trong số 92 quốc gia được Liên minh châu Âu lựa chọn để phân phối vaccine trong giai đoạn đầu của chương trình, theo lời ông Aliberti. Đại sứ Liên minh châu Âu cam kết sẽ nỗ lực hết sức để sớm đưa lượng vaccine còn lại vào Việt Nam. Dự kiến khoảng 18 triệu liều vaccine sẽ được đưa đến Việt Nam vào cuối năm nay, đủ để tiêm chủng cho 15% dân số. Trong khi đó, thì Việt Nam cũng đang có 4 công ty nghiên cứu và sản xuất vaccine. Việt Nam hiện đang có 4 công ty tham gia nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 và 2 công ty đang thực hiện các thử nghiệm trên người, bao gồm Nanocovax và Covivac. Vaccine Nanocovax hiện đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vào tháng 5. Bộ Y tế Việt Nam hôm 16 tháng 3 cho biết vaccine phòng ngừa COVID-19 của Việt Nam dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào quý 4 năm nay và được đưa vào sử dụng năm 2022. Ngoài AstraZeneca, ngày 23 tháng 3, Việt Nam phê duyệt thêm vaccine Sputnik của Nga để phục vụ cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Cho đến nay, Việt Nam đã nhận hơn 117.000 liều trong tổng số 30 triệu liều vaccine AstraZeneca và có gần 38.000 người đã được tiêm vaccine tại 16 tỉnh và thành phố. Trong đó, điểm nóng Hải Dương được tiêm chủng nhiều nhất với 17.248 người. Ngoài vaccine AstraZeneca và Sputnik, Việt Nam hiện cũng đang đàm phán để mua vaccine của các hãng dược Mỹ như Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson. Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thể đạt được thỏa thuận mua 30 triệu liều vaccine của Pfizer trong năm nay. Việt Nam Airlines tái tục chuyến bay thẳng đến Mỹ để cứu vãn tài chính. Nhằm cứu vãn tình trạng tài chính bị thiệt hại nghiêm trọng vì đại dịch COVID-19, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, vừa thông qua kế hoạch mở lại đường bay thương mại từ Mỹ về Việt Nam để tận dụng lượng máy bay thân rộng đang dư thừa hiện nay, giữa lúc việc bán hay cho thuê đều không khả thi vì thị trường đóng băng. Dẫn thông tin từ báo cáo gửi Hội đồng Quản trị Vietnam Airlines của Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, báo chí Việt Nam nói quyết định của hãng hàng không là bất ngờ giữa lúc Việt Nam đang trong bối cảnh khó khăn chống đại dịch COVID-19. Vietnam Airlines nói rằng trong thời gian qua, hãng này đã thực hiện 12 chuyến bay hồi hương người Việt từ Mỹ về nước. Nhưng số lượng người Việt có nhu cầu về nước còn rất lớn và hãng đã khai thác hết số chuyến bay hồi hương được chính phủ Việt Nam cho phép, nên cần phải tiếp tục thực hiện các chuyến bay hồi hương theo hình thức xin phép bay thương mại, thường lệ. Việc mở thêm đường bay Mỹ sẽ giúp Vietnam Airlines tăng thêm doanh thu, giảm thiểu thiệt hại tài chính khi dư thừa nguồn lực do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị thiết lập cầu nối giao thương và tạo tiền đề cho sự phát triển khi thị trường phục hồi sau COVID là giải pháp xác đáng, thiết thực. Tờ Dân Trí tường thuật báo cáo của hãng hàng không quốc gia. Đường bay hoạt động được thành hai giai đoạn. Vietnam Airlines sẽ chia kế hoạch bay sang Mỹ làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý xin phép bay thường lệ với nhà chức trách Mỹ cho đến khi phục vụ hết nhu cầu hồi hương người Việt,
với tần suất bay dự kiến tăng từ 1 chuyến mỗi tuần lên 3 chuyến mỗi tuần tùy theo nhu cầu. Đây được xem là giai đoạn bay thử nghiệm và đánh giá thị trường, chuẩn bị cho cơ sở cho giai đoạn 2 là khai thác thương mại thường lệ giữa Việt Nam và Mỹ kể từ năm 2022. Trong báo cáo tài chính công bố vào tháng trước, VNA cho biết hãng này đã bị lỗ hơn 11.000 tỷ đồng trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Để hỗ trợ cho hãng hàng không quốc gia, vào tháng 11 năm ngoái, Quốc hội Việt Nam đã thông qua gói giải cứu 12.000 tỷ đồng giúp VNA tháo gỡ khó khăn. Hãng này cho biết sẽ tập trung khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu tổng thể nhằm gia tăng thu nhập trong giai đoạn 2021 cho đến 2025. Từ Mỹ, công dân Mỹ gốc Việt tuần hành phản đối kỳ thị người gốc Á. Nhiều buổi tuần hành phản đối tình trạng kỳ thị người Mỹ gốc Á, trong đó có những cuộc xuống đường do người Việt tổ chức, đã diễn ra khắp Hoa Kỳ vào thời gian qua. Bà Vivian Lê, một cư dân gốc Việt sinh sống ở quận Cam, ở California, đã cho VOA Việt ngữ biết rằng bà đứng lên vận động đồng hương bày tỏ quan điểm do tình trạng bạo lực mà bà nói là gia tăng rất mạnh đối với người Mỹ gốc Á. Bà nói rằng các vụ liên quan tới người gốc Á gần đây như hai vụ xả súng ở Atlanta và vụ đánh người ở San Francisco khiến bà rất đau lòng. Phải đánh đập để gióng lên tiếng nói về sự kỳ thị và nâng nhận thức của người Việt lên để họ đồng lòng đứng lên cùng với các sức dân khác. Bà cho biết về cuộc tuần hành của hàng chục người gồm phần lớn là người gốc Việt trẻ ở thành phố Irvine vào cuối tuần qua. Tôi muốn đứng lên nói tiếng nói của người châu Á rằng chúng ta ở Mỹ, chúng ta có các quyền bình đẳng và tự do giống như các sức dân khác thì không có lý do gì chúng ta phải chịu đựng các sự bạo hành đó hết. Bà Vivian nói thêm, chúng ta phải lên tiếng để cho người bản xứ biết rằng chúng ta đang phải chịu một sự kỳ thị rất là nặng nề. Sự kỳ thị đó nó sẽ làm ảnh hưởng tới những người bị tấn công về mặt thể xác và tinh thần, có thể tới suốt cuộc đời của họ. Và bản tin cuối trong phần tin Việt Nam hôm nay nói về một cuốn sách mới của tác giả George Vest muốn viết công bằng hơn về ông Nguyễn Văn Thiệu. Một cuốn sách lịch sử do tác giả George Vest viết bằng tiếng Anh vừa ra mắt, phân tích 20 năm tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa và đặc biệt đưa Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào trung tâm cuốn sách. Sách do Encounter Books ấn hành vào năm 2021 có tựa Drawn Swords in a Distant Land, South Vietnam's Shattered Dreams, tạm dịch là Đấu kiếm vùng đất xa, những ước mơ tan vỡ của Nam Việt Nam. Ông George Vest từng nổi tiếng nhờ cuốn sách Black April, The Fall of South Vietnam 1973-75 in năm 2013. Nhân vật chính trong sách là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, sinh năm 1923 và mất 2001, mà tác giả cho rằng ông cố gắng mô tả nhân vật này công bằng hơn với các tư liệu trước đây. Trong cuốn thông sự mới nhất, tác giả George Vest cho rằng ông Thiệu không phải là nhà độc tài, tham ô, xấu xa như phe tả phản chiến miêu tả, cũng không phải là con rối của Mỹ. Tác giả khẳng định ông Nguyễn Văn Thiệu có hai mục tiêu chính. Một là chiến thắng các đối thủ bằng mọi giá. Hai là muốn xây dựng miền Nam thành nhà nước hiện đại, thoát nghèo và rồi sẽ tiến gần tới nền dân chủ. Tác giả so sánh ông Thiệu có nhiều điểm gần gũi với Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan và Park Chung-hee ở Hàn Quốc. Ông nhận định chế độ Việt Nam Cộng Hòa muốn cùng lúc đạt hai mục tiêu, đánh bại Cộng sản và xây dựng nhà nước hiện đại. Nhưng trong 20 năm tồn tại, Sài Gòn đã thất bại trong cả hai mục tiêu vì hai mục tiêu này gắn chặt với nhau. Thua cái này thì cũng mất cái còn lại. Điều quan trọng nhất là sau khi Mỹ rút năm 1973, Việt Nam Cộng Hòa không còn đủ sức mạnh quân sự và kinh tế. Mặc dù không còn tồn tại, chế độ Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của các sử gia. Cuốn sách của George Vest là ví dụ mới nhất muốn xem xét lại lịch sử đẫm máu của miền Nam Việt Nam. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức và thời sự từ hệ thống truyền hình VBS cho ngày thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021. Hùng Hà cùng toàn ban xin cảm ơn sự theo dõi quý giá của quý vị. Kính chúc quý vị một ngày thật an lành và một cuối tuần đầm ấm. Mong gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin kính chào.